cô xui quá à. Cô mà ở đây hả, trước sau gì bác Tứ thân yêu của tôi á cũng đi theo Hùng Dũng à. Mày điên hả mày? Hả mày làm gì mày trù tao? Dạ ý con nói á, lỡ mà bác có ra đi á, con sẽ lo tang lễ cho bác. Chết chóc gì ở đây vậy? Chết chóc cái gì hả? Ủa mẹ, mẹ ba cái đầu anh á, em chết hồi nào mà kêu ma. Sao cuối tuần đi đâu chơi đi, ngồi ì ở đây sáng giờ vậy cô nương? Đi đâu giờ? Ông Hoàng nhà em cũng đi về quê rồi. Vậy hả? Ừ. Ôi chị, ừ? Em kể chị nghe chuyện này ghê lắm nè. Chuyện gì vậy? Ông Tám trong xóm mình đó, hôm qua không biết ông leo nóc nhà ông sửa điện cái gì vậy, té gãy chân luôn. Ủa cái gì ghê vậy? Ừ mà chưa hết nữa, bà Tám bà nói ha, trong nhà bà có con cháu nổi với quê mới lên á, mà nó vô nhà bà gặp đủ chuyện xui xẻo luôn. Rồi người gãy tay, người gãy chân tùm lum hết trơn á chị. Trời thiệt vậy luôn á hả? Ừ, mà nghe đâu nói là bà đang định tống cổ nó về quê đó. Đúng rồi, cái thứ đó là phải tống cổ về quê đi, để ở nhà hả là nó lây xui cho hết người này tới người kia đó. Rồi xui vậy cũng được luôn hả? Thường hả? Quán quá trời ghế không ngồi, ngồi dưới đất làm chi ra tội vậy? Trời ơi, mình chủ quán mình phải nhường với khách chứ. Quán có hai người khách, duy nhất là mày đặt nhường. Lịch sự, nó nghe nè. Mấy nay có chuyện gì mới không? Hay là cũng ở nhà phụ tài lọt cho bà? Nói này đều nói lại với bà nha. Bữa giờ em đang len lén chạy rút chị thơm á. Gán vậy? Có nhiều ăn nhiều đi, đừng mày đặt đến tẻ, bà biết được là nguy hiểm tới tính mạng á. Có, giờ anh nghĩ thử đi. Ngày phát có 15 ngàn mà xài đâu có đủ. Phải len lén chạy này, bữa giờ chạy rung muốn chết luôn á. Thôi, đừng làm vậy. Làm vậy yếu tim chết có ngày á. Em chào mấy chị. Em chào mấy anh. Chị Tiên Sa, cho em một ly cà phê sữa nha. Rồi, có liền. Em chào chị. À, ăn nhãn không em? À, dạ thôi, em sợ bị cắt tiếng á. Làm đi ca sĩ. Em, nay đi đâu đẹp quá vậy? Dạ, em đi công việc. À vậy hả? Anh chở em đi nha. Xe đâu mày đặt chở? Không ấy cho em mượn xe đi. Biết khùng á, xe người ta làm ăn mượn gì? Mộng Thường ơi, em bị mộng rồi. À, trời ơi, có xui vậy? Tiên Sa ơi, anh sẽ tới cứu em. À, trời ơi, cái gì mà thua dữ vậy? Trời đất ơi. À, chị, trời ơi, chị ra đi. Xui xẻo à. Trời ơi, chị Tiên Sa ơi, cho miếng băng keo đi nè. Trời đất ơi, gì mà xui thiệt là xui. Mới sáng sớm 2-3 cái tai nạn tại chỗ luôn. Bành chành hết. Mấy người đó xui kệ người ta. Mày chịu khó ngồi ở đây nha. Tao bây giờ tao đang hên. Tao có khách bắt điều nhất nè. Sướng ta. Ừ. Rút hả? Ờ, anh. Đi. Không, đừng nói gì. Trời đất ơi. Chị, hồi nãy giờ con nhỏ này tới quán mình xui xẻo đủ thứ hết trơn á. Giờ ông Hùng Dũng chở đi nữa. Có khi nào? Thế nào Hùng Dũng gặp tai nạn à? Không, chuyện xui xẻo không à. Mẹ, sao đợt này ngoại về quê á, ngoại không có cho con đi theo gì hết trơn trời vậy? Tại vì con còn đi học. Mai mốt con nghỉ hè đi, mẹ dẫn nguyên một gia đình mình đi về quê bù, chịu không? Ồ yeah, hứa mẹ. Trời ơi bà Tư. Bà Tư ơi, bà đi về quê mà sao mà lâu lên dữ vậy? Nghe nè Linh Chi. Ê, Hiền Thục. Cái gì? Tai nạn hả? Chồng tôi. Trời ơi, đem thiệt là nhiều tiền tới. Rồi, cảm ơn bà nha. Tôi đi lẹ con. Nè, cái gì bị rồi trời ơi. Trời ơi, tôi đã tắt tiếng rồi mà nó còn được bắt tôi kêu nữa. Trời ơi, nó nói ai bị tai nạn? Hả? Đứa nào bị tai nạn vậy? Chồng nó là thằng nào? Thằng chồng nó bị tai nạn. Thank you.
anh chị ơi, anh chị làm ơn cho hỏi là hồi nãy ở đây có cái hiện trường vụ án gì đúng không? Đúng rồi con. Có ủa rồi mọi người đi đâu hết trơn rồi? Mọi người đi hết rồi cô ơi. Mà cái ông nó cũng kỳ nữa, hiện trường người ta quay phim cảnh cướp, đang quay cảnh rượt đuổi nhau, ổng thì đi xe ôm tự nhiên lao vào làm anh không bắt cướp, tông ngay vào những gì nó thấy người ta không hiểu ổng ra làm sao. Ồ, anh chị cho em hỏi là cái ông đó đó, ổng ổng bự bự không? Bự cao. Ổng có cái mặt ổng lai lai đúng không? Ừ, đúng rồi. Lai lắm. Giống con nhỏ này không? Đen bé này luôn đó. Trời ơi, chồng tôi. Trời ơi, tài lanh tài lẹt chi cho Phan Hòa chứ không biết nữa à. Cái gì? Tao mệt quá. Ta nói là người ta kêu đem tiền đi là nhiều, là chuyện lớn rồi, chuyện nguy hiểm hiểu không? Ồ vậy bác Tứ ơi, bây giờ lạng quạng á là mình phải đi gom góp tiền phốn điếu chúng thôi là không kịp á bác. Bác ơi, thê thảm quá bác ơi. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, đầu bạc lại phải đi khóc đầu xanh. Nhộm rồi. Ồ, đầu nhộm phải khóc đầu xanh. Trời ơi, giờ con mới khổ đây nè. Hùng Dũng uống ly cà phê á, chưa có trả tiền á. Giờ gia đình ta vậy không lẽ đi đòi, kỳ lắm. Trời, chị nghĩ được vậy luôn á hả? Trời đất ơi. Thất đức. Ừ. Thất đức cái gì? Thay lời muốn nói của bác Tứ. Không, trong cái chuyện này nha, con chắc chắn cái người đem xui xẻo tới á là con nhỏ Linh Chi với ông Mai hết á. Cái gì đâu mà nó vừa xuất hiện, nó vừa ngồi xuống một cái thôi à, là ba người bị tai nạn liền. Trời ơi, đã vậy tự nhiên á hả, Hùng Dũng còn chở nó đi, nó con cản không có kịp. Bác Tứ, con thấy không ấy, bác Tứ đuổi nó ra khỏi nhà đi. Chứ bác Tứ hả, mà để nó trong nhà hoài á là mai mốt xui tới bác Tứ luôn á. Thôi em ơi, cái chuyện đó tính sao đi. Giờ cái quan trọng là mình lo cái chuyện Hùng Dũng, đúng không bác Tứ? Con biết rồi, con đăng status 1000 like cầu cho linh hồn của ông anh đáng kính siêu thoát. Con phải làm điều gì đó cho anh Dũng, dù gì cũng tình làng nghĩa xóm mà. Anh Dũng ơi. Ơi, trời ơi là trời, chồng ơi là chồng à. Khổ quá, cái khổ vậy đó. Bực bội gì đâu. Ông Dũng ơi, ông Dũng kỳ này ông chết chắc rồi. Mẹ, vậy không lẽ ba chết thiệt hả mẹ? Chết cái gì mà chết, ba con không có chết được đâu. Ổng á là bây giờ ổng đụng người ta thế nào á là cũng bị người ta bắt cho coi nè. Khổ quá khổ à. Mẹ ơi, con nghĩ là mình nên điện thoại cho bà ngoại đi á. Mà không có được. Bây giờ bà điện thoại cho bà ngoại con á, bà ngoại con cũng không có giúp được gì hết. Bà ngoại con chỉ lo lắng rồi khổ sở rồi cũng khóc lóc thêm thôi chứ giúp được cái gì đâu. Trời ơi chị. Trời ơi, gặp chị em mừng quá. Anh Dũng. Cái gì? Ông Dũng sao? Anh Dũng hả? Hôm nay á, em nhờ anh Dũng chở đi công việc, đi ngang qua gặp cái đoàn phim, người ta đang quay cảnh cướp. Mà anh cứ tưởng là cướp tiền, anh tông thẳng vào diễn viên luôn. Trời ơi là trời. Rồi chết rồi. Anh Dũng anh không có chết chị. Tôi đâu có nói ông chết. Ông đụng người ta, người ta chết rồi, hiểu chưa? Người ta cũng không chết luôn, người ta nhập viện rồi. Bởi vậy á, em mới gọi chị để mang tiền lên bồi thường cho người ta. Trời ơi, cái tội nặng hơn là người ta bị nhẹ, chứ người ta mà bị nặng á là ảnh cũng ngồi tù chắc luôn á chị. Rồi bây giờ ông đâu rồi? Anh sợ chị quá nên đi sửa xe rồi. Lại còn như vậy nữa chứ. Cái ông này, ông Dũng ơi là ông Dũng, ông sẽ biết tay tôi, ông chết chắc trong tay tôi rồi. Mẹ ơi, vậy cuối cùng ba có chết không? Chết rồi mà chết. Bao nhiêu người chết, tại sao ba con không chết giùm đi cho mẹ nhờ hả? Còn cô nữa, ở đâu đây vậy hả? Cô nói cho tôi biết đi, cô với ông Dũng có vấn đề gì mà tại sao ổng phải chở cô đi hả? Dạ, trời ơi, không có gì hết chị. Anh Dũng anh chạy rút mà chị. Rút tiền quá bác Tứ ơi. Nhiều đâu nhiều. Rồi nè, đó tiền quyên góp đó đi mua vòng hoa đi, đặt dạ. Lẳng hoa hay vòng hoa đi đó mà.
Yên tâm đi, mọi cái hậu sự này con lo cho bác Tứ hết. Ai trời ơi, tao đánh là chết, mày lo cho anh Dũng á trời. Tao đã tắt tiếng, mày đừng chọc tao chửi, tao mệt quá. Dạ dạ, con nói lộn, con sẽ lo hậu sự cho anh Dũng hết. Mày nhớ thuyết minh giùm tao nha. Dạ. Trời, gì vậy? Được like lên quá trời lên luôn á Tứ, 1500 like. Tại sao? Mà không biết á, cái linh hồn nó lên thiên đàng chưa nữa. Buồn với gia đình em nha. Dạ. Cố gắng vượt qua nghe. Dạ. Em ráng em sắp xếp thôi chị ơi. Khổ thiệt ông chồng tôi. Dũng không? Còn con nhỏ nè, muốn gói đi ra khỏi cái xóm này đi. Cái gì đâu mà đi đến đâu là xui xẻo tới đó à. Đúng rồi đó, cô xui quá à. Cô mà ở đây hả, trước sau gì bác Tứ thân yêu của tôi á cũng đi theo Hùng Dũng á. Mày điên hả mày? Hả mày làm gì mày trù tao? Dạ ý con nói á, lỡ mà bác có ra đi á, con sẽ lo tang lễ cho bác. Chết chóc gì ở đây vậy? Chết chóc cái gì? Hả? Ủa? Mẹ. Mẹ. Ma cái đầu anh á, em chết hồi nào mà kêu ma. Dũng, đi qua đi. Qua biểu quá. Nó còn sống bác ơi. Hay quá, ha, mày đặt rút đồ nữa ha. Phải kiếm thêm thu nhập. Kiếm được cái gì? Ông rút nữa đi, rút nữa đi. Rút móng ông luôn tình không? Anh xin lỗi. Mày lanh tài lẹt không à. Ủa vậy là sao? Sao? Chị là sao? Là người ta đang quay phim. Cái cảnh là rượt đuổi cướp, hiểu không? Tự nhiên cái ổng ở đâu ra, ổng sọc hồn sọc vô, ổng làm anh hùng rơm, tông nguyên cái xe vô xe đậu cụ người ta. Bây giờ cái xe đậu cụ tan nát hết, còn diễn viên á hả thì nhập viện. Trời ơi, định làm anh hùng chứ bộ. Tài lanh quá đi. Hay lắm, bởi vậy bây giờ mọi người mới hiểu lầm cô Linh Chi nè. Thực ra không phải tại cô Linh Chi xui đâu, mà tại vì trời ơi, cô Linh Chi á là cổ tốt bụng lắm. Cổ đây á là cổ quen với đoàn phim cho nên cổ năn nỉ người ta. Chứ nếu không em nói thiệt chứ, tôi bán nhà tôi cũng đợi kịp đó. Trời ơi, vậy mà ai đồn mới nói là Hùng Dũng chết không á? Cái gì? Đứa nào đồn ác mồm ác miệng vậy? Đứa nào đồn? Bác Tư. Ổng hả còn kêu tôi hả đi quyên góp bà con tiền trong xóm nữa nè. Tiền gì? Bốn triệu. Hả? Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm.